bộ phim Mái ấm gia đình. Có em, cả đời giàu sang. Về rồi. Bà cô Út. Cô Út. Để bà qua là có thể ăn cơm rồi. Được. Bà cô Út à, có phải là đi mua sắm mệt lắm hay không? Bóp vai cho bà nha. Mã tử ni thực dụng, không cần giở trò này với bà cô. Nè, cái giỏ điện thoại mà con yêu thích ở đây. Dạ, cảm ơn bà cô Út. Vừa nhìn thì đã biết đây là tặng phẩm sau khi mua nhiều thứ đồ rồi. Tặng phẩm là cái này, giỏ điện thoại mua bằng tiền đó. Theo như con nghiên cứu về thói quen mua sắm của phụ nữ, sở dĩ cô Út mua nhiều thứ, nguyên nhân chỉ là tặng phẩm, không biết mua bao nhiêu tiền mới tặng được. Người ta nói phải mua đủ 5.000 thì mới được tặng, còn thiếu mấy trăm cho nên tặng giỏ điện thoại cho Mã Tử Ni đó. Cô Út à, như vậy có nên nói là vì cái nhỏ mà mất đi cái lớn không? Đương nhiên không phải. Cái bóp tiền này là hàng không bán, có tiền cũng mua không được. Giả lại bản thân cô cũng muốn tặng cái bóp cho anh hai, cô cảm thấy rất đáng. Wow, màu đỏ hả? Chưa chắc đã hợp với ba đâu. Màu đỏ tốt mà, anh sẽ không dễ làm mất. Lần trước cô thấy bóp tiền của anh đã bị bung hết trơn rồi, danh thiếp lòi ra hết. Còn coi, cái này có dây kéo vậy sẽ không bị rớt. Nè, chúng ta đến cá ông nội có xài hay không? Được đó, không xài. Đừng tính phần của chú. Bà cô cá với hai đứa, nghe rõ đây. Nếu như thua, làm ơn qua nhà cái bên rửa phòng vệ sinh một tuần. Được thôi, nếu tụi con thắng mời tụi con đến Tây Công ăn hải sản nha. Quyết định vậy đi, bào ngư tự chọn. Người nào mà tốt vậy, mời ăn bào ngư. Anh hai. Anh hai, em có món đồ bún tặng anh. Vậy hả? Nè, anh coi. Tặng cho anh hả? Dạ phải. Tức là đàn ông mà phải dùng cái bóp màu đỏ này hình như là nó... Anh không thích hả? Vậy em không miễn cưỡng anh nữa. Tại em không tốt. Nếu như năm xưa em trúng vé số 30 triệu thì em có thể kêu thợ làm một cái theo kiểu anh thích rồi, đâu cần em phải dùng tặng phẩm này chứ. Em gái à, xài sao lại không xài? Giá lại màu đỏ tốt mà, màu đỏ rất là nổi bật, nhất định không bao giờ làm mất đâu. Anh xài, anh về xài liền nè. Anh đổ qua liền ha. Ba ngồi đi ba. Bàn trà ở trong phòng vệ sinh, tự nhiên đi nha. Nhớ kỹ trà sạch một chút. Con muốn khiếu nại, bà cô Út dùng kim bài không công bằng. Biết rõ bà cô có kim bài này trong tay mà còn đánh cá với bà cô, tại con khờ thôi, đâu có trách người ta được. Như lời đối thoại của bà xa tận Đại Tây Dương, đem cái bóp tiền góp chung với giá số 30 mấy triệu để nói, trời quá vàng, con không phục. Bà mua vé số hả? Đó cũng là nhờ bà cô thông minh mới có thể nắm bắt thời cơ. Anh hai. Anh hai.
Em thiệt là vui quá à. Em đã trúng giải nhất 6 số, trúng 30 triệu lận đó. Trúng số rồi. Nhìn kỹ chưa? Đừng làm lẫn đó, coi chừng bị hố nghe chưa em. Đương nhiên là không. Chính là sáng nay em kêu anh mua cho em đó. Chuyện gì? Chết rồi. Hả? Anh đã quên mua rồi. Không phải chứ. Anh đừng có nói giỡn nha. Không phải là giỡn đâu. Anh thật sự đã quên mua. Tờ giấy số em điền sẵn với cổ ở đây. Anh mau tìm cái tờ vé đó đi. Tờ giấy số đâu rồi? Mất tiêu rồi. 30 triệu lận đó. Thiệt tình á. Mất tiêu rồi. Anh hai, anh đã hại em mất 30 mấy triệu đó. Em gái à, đừng có ồn nữa. Thôi vậy để anh đền cho em nghe. Hả? Em gái à, bình tĩnh lại, từ từ tính. Anh lấy cái gì mà đền 30 triệu cho em? Yên tâm đi, anh sẽ đền cho em 2 triệu trước, số còn lại anh từ từ trả cho em, có được hay kêu không? Kêu em lấy tiền xương máu đó của anh, em sẽ ăn năn cả đời. Sau này em không muốn nhìn thấy anh nữa. Em gái à, em gái à, em gái, mở cửa đi. Em gái, mở cửa ra em gái ơi. Em không muốn nhìn thấy anh, em không muốn nhớ tới 30 triệu kia, em muốn về Âu Châu. Hả? Đừng mà. Trời ơi, tôi chết rồi. Làm rách tờ 20 đồng rồi nè. Vậy hả? Ông nội à, ông nội không quen xài cái bóp này thì đừng có xài. Không có được, ông đã hứa với bà cô Út con rồi. Không sao, ông dùng lâu sẽ quen thôi. Con cảm thấy bà cô Út không công bằng chút nào. Lần nào cũng lấy chuyện giấy số ra uy hiếp ông nội hết. Cũng không có uy hiếp gì hết. Nói cho cùng, chung quy cũng là ông không đúng. Thật ra bà cô của con cũng quá tốt rồi. Nhiều lần ông kéo nó tới ngân hàng định chuyển một nửa tiền lương trong tài khoản để trả cho nó, nhưng mà nó cương quyết không có chịu. Cũng đúng, con nghĩ nó đổi lại là người khác á, cũng đâu bỏ qua chuyện này. 30 triệu lận không phải con số nhỏ đâu, vậy mà cũng không lấy. Việc xài cái bóp tiền này, chuyện nhỏ nhặt như vậy, nếu làm được ông sẽ làm. Bây giờ cả nhà chỉ có mình con biết thôi. Bà của Út có kim bài để mà đàn áp được ông nội, con đâu có ngu gì đem chuyện này mà nói ra. Đương nhiên, đây là do thời kỳ nhạy cảm thì dùng thủ đoạn nhạy cảm thôi. Thật ra ông nội của con cũng đâu có tổn thất gì. Hả? Không, đương nhiên là không có. Vậy thì tốt. Cô Mã, cô xong việc rồi hả? Lát nữa còn phải đi làm khách thần bí. Vậy cô đâu có được nghỉ ngơi. Đi làm massage tinh dầu thơm 3 tiếng, còn được chăm sóc sắc đẹp nữa, cũng có thể xem là vừa làm vừa nghỉ ngơi. Vậy thì tốt rồi. Cha anh Võ, mua 8 con số, mua nặng tay quá vậy anh. Nè, giải thưởng của Kim Đa tối nay là 60 triệu. Tôi đã phân tích mấy con số đã sổ mấy tháng gần đây rồi. Và tôi đã chọn ra con số may mắn nhất, nhất định trúng. Có thiệt không đây? Anh Võ, 60 triệu hả? Xong gì tôi cũng đi mua. Tiểu Cát. Hả? Cậu đi mua vé số có thể mua giúp tôi một vé không? Tối nay 8 giờ xong việc chắc là kịp rồi. Được, tôi viết số cho cậu. Được. Hay là vậy, tôi đi cất đồ trước chút nữa mới ra hả? Ừ, cảm ơn. Không có gì. Ý, em gái. Anh hai à, anh tới đây làm gì? Không có gì, thằng Tráng để quên USB ở nhà, anh Thuận Đường mang tới cho nó thôi. Thuận Đường? Lát nữa anh làm gì? Anh hẹn đi uống trà với anh Hình, uống xong là về nhà. Vậy đúng lúc. Anh hai, giúp em mua 6 số này đi. Trời đất ơi, lại kêu anh đi mua 6 số cho em hả? Em rất có lòng tin với anh hai của mình. Cùng một lỗi không thể nào phạm hai lần, có đúng không hả? Thôi được rồi. Dù sao lát nữa anh cũng đi ngang qua cái chỗ ghi số mà. Nhớ đó, đưa tờ giấy số đó cho em. Mắc công trốn anh lại nói không mua, âm thầm bỏ tiền ra đền cho em nữa đó, biết chưa? Ok. Đi nha. Được rồi. Bye bye ha. Cảm ơn. Nói cho Tiểu Cát biết là không cần phải giúp tôi mua vé số nữa. Tôi đi nha, bye bye. Ok, bye bye. Ba, USB của con đâu? Ở đây nè. Ê, cái thằng đáng trí. Con đi làm việc trước nha. Ba lại ăn cơm con tính tiền. Không cần, ba hẹn anh Hình đi uống trà rồi, con đi làm việc đi. Thường nhất là ba. Ôi, đó. Trời ơi, cái thằng này. Alo, anh Hình hả? Được. Nhà hàng Thức Thái có phải không? Bên cạnh không phải có trạm mua số hay sao? Mình gặp ở cổng à? Tôi biết rồi, tôi đang đến đó, đến ngay bây giờ. Ok, bye bye. Hả?
Điện thoại này không phải là của em gái hay sao? Alo. Anh hai, sao điện thoại của em lại ở chỗ anh? Em để quên điện thoại trên bàn nè. Sao cậu thả dữ vậy? Hả? Vậy anh tạm thời giữ điện thoại giùm em nha. Em mượn điện thoại của tài xế taxi gọi cho anh đó. Ờ, được, được, được. Tối về nhà anh trả cho em. Bye bye. Anh báo với mọi người đã lấy chỗ đang chờ chúng ta. Được rồi, tôi đi mua tờ vé số nhanh thôi mà. Trời ơi, lại bị kẹt nữa rồi. Hey, tôi ghét nhất là xài bóp cái kiểu này. Toàn làm rách tiền. Hả? Sao bây giờ chỉ còn có 4 số thôi vậy? Hey, nhất định là lúc anh bỏ vô không cẩn thận làm rách rồi. Tôi chết rồi. Mấy số em gái của tôi viết cho tôi, bây giờ chỉ còn lại có 4 số thôi, làm sao mua? Đơn giản thôi, gọi điện thoại hỏi nó đi. Cũng phải. Nhưng mà không có được đâu. Điện thoại em gái của tôi để quên ở chỗ của tôi luôn rồi. Dạ, được, nói sao đi. Bánh Đúc cũng không biết cô Út đi chăm sóc sắc đẹp ở chỗ nào nữa. Ở Hồng Kông nhiều trung tâm thẩm mỹ như vậy, làm sao tìm? Phải tính sao bây giờ? Bà nhất định phải giúp em gái mua được tờ giấy số này mới thôi. Hiểu mà. Tức là cùng một lỗi mà phạm hai lần là không thể tha thứ. Bây giờ chỉ còn có 4 số. Cách duy nhất là mua 4 số đó. 2 số còn lại thì bao hết luôn. Ê, nếu vậy chúng ta mau xuống dưới mua đi chứ. Không có được đâu. Em gái của tôi sẽ biết là chúng ta làm mất 2 con số của nó. Nè, nếu tốn tiền nhiều mà không mua, cô Út sẽ giận. Hay là chúng ta giữ bí mật này, giữ tôn nghiêm và sĩ diện cho ba đi, được không? Ê, nhưng 4 số bao 45 con số thì rất nhiều tiền. Tôi đã tính hết rồi, cùng lắm là 10.000 thôi. Vì để thực hiện lời hứa với em gái, bao nhiêu tiền tôi cũng chi. Nhưng ba à, nhiều con số như vậy phải viết từng số vào. Viết xong rồi đi mua. Tổ hợp có 45 con số phải viết rất là lâu đó. Đúng đó sếp đại, chúng tôi không ngại giúp anh. Nhưng mà phải điền bao nhiêu tiền, điền sao mới được. Vậy con nhớ là điện thoại của Tử Nhân có tải một phần mềm đặc biệt biết tính cái này. Con cũng muốn giúp, nhưng mà con sợ bây giờ sư phụ đang may áo gấp, không có bỏ đi được. Trong nhà có việc cần con giúp, không phải con khoanh tay đứng nhìn chứ. Mọi người chủ ý là muốn ghép số để mà điền vào có đúng vậy không? Con sẽ tìm ứng dụng cho hai người. Đừng nói là chú không biết dùng ứng dụng. Nếu không phải có người giành được giải toán học như con thì không có ai làm được. Thì con đó thôi vậy đi. Nếu con ngại nói ra, ông sẽ đi nói với sư phụ của con nha. Chú nói. Bác à, bác, nếu như mà bác muốn hỏi con Tử Nhân có thể về sớm được hay không thì câu trả lời của con là không. Không phải đâu. Thật sự là trong nhà của tôi có chuyện gấp lắm. Chỉ có Tử Nhân mới có thể giúp tôi được. Tôi xin thôi. Lỗi. Bác cũng biết mà, chỗ này không có Tử Nhân là không có được. Không phải chứ. Thôi vậy, chỉ có 3 tiếng thôi. Cậu cho tôi mượn Tử Nhân 3 tiếng đồng hồ, tôi có thể cứu vãn quan hệ giữa tôi với em gái của tôi. Có thiệt là 3 tiếng không vậy? Phải, sau đó chúng tôi sẽ lái xe đưa nó về. Ok, vậy mấy người thắng 3 tiếng thôi nha. Cảm ơn. Mau lên đi. Hai người cùng Tử Nhân gấp như vậy làm gì vậy hả? Chưa nói mua giúp 6 số. Hả? Về tới rồi, Tử Nhân. Hey, mấy người về thì tốt quá. Chúng tôi tính nãy giờ cũng không biết là phải mua bao nhiêu tờ. Nè ông nội. Hả? Ông nội chỉ biết 4 con số mà bà cô Út muốn mua. Tức là còn thiếu 45 số thì dùng N nhân mở ngoặc N trừ một cái tất cả chia 2. Đúng rồi, chính là công thức này nè. Ứng dụng ở trong điện thoại này cũng tính như vậy. Nè, 4 con số 9 kéo theo 45 số, tức là N là 45. 990. Ý cha, tính nhanh thiệt, đúng là thông minh ha. Bây giờ chúng ta có 11 người, mỗi người điền 90 tờ ha. Phải bà, mỗi tờ 10 đồng. Vẫn còn chưa tới 10.000. Quá rẻ. Trời ơi. Nè, tôi sẽ viết tất cả tổ hợp lại, mọi người cứ theo đó mà điền. Con và anh của con chia tất cả tổ hợp ra làm 11 phần và in ra hết rồi nè. Nè nè, vé số đã lấy về rồi. Vậy qua đây, qua đây. Hay quá, qua đây. Hay quá. Xong rồi. Mọi người đã xong rồi á, chúng ta chia nhau ra mua, nhưng phải nhanh mới được nha. Vì còn có nửa tiếng đồng hồ thôi là khóa sổ. Nhưng mà chỗ mua vé số gần nhất là gần trạm xe điện. Tôi chở mọi người đi. Nè, nếu kẹt xe thì làm sao? Con với chú chạy nhanh để tụi con đi mua cho. Nè, đợi đã. Ở trạm gần nhất thì vào giờ này rất nhiều người xếp hàng. Vậy chúng ta phải chia nhau ra hành động. Đến trạm mua số, ngày thường ít ai mua chắc chắn sẽ nhanh hơn. Hồi nãy con lên mạng in ra địa chỉ mấy cái chỗ mua vé số gần nhà chúng ta nhất. Mỗi người một chỗ sẽ bảo đảm hơn. Quá giỏi. Được. Các vị à, mỗi người cầm vé của mình đi. Chúng ta chuẩn bị xuất phát. Sao vui vậy? Hai cha con ở đây chơi cờ. Dạ phải. Anh hai, anh mua vé số cho em chưa? 100.000 gian nan cuối cùng cũng mua được. Nè, trả điện thoại cho em trước.
trăm ngàn gian nan, nói quá không vậy? Đúng rồi, tại ba không thuận đường nên cố tình quay lại mua cho cô đó. Đúng rồi. Sớm biết vậy đã kêu Tiểu Cát mua cho em rồi. Cố mà, lần nào cô cũng mua số giống nhau, sao không mua một lúc 10 kỳ đi? Ai nói chứ, mấy con số đó là do sáng nay đột nhiên cô nghĩ ra. Tức là ngay cả cô cũng không nhớ hả? Cần gì phải nhớ, dùng điện thoại để chụp lại mà. Hả? Cái con số em cũng chụp ở trong cái điện thoại hả? Biết sớm vậy anh đã không cần phải... Không cần gì? Ý của ba là không cần phải giữ lại tờ giấy đó thôi mà cô. Đúng vậy đó. Cố mà, cho mượn đi. Chà, chụp rõ thiệt chứ. Có số 8. Có số 8. Số 11. Có số 11. Số 23. Có số 23. Số 36. Có số 36. Số 45. Có số 45. Và số 49. Số 49. Có nghe rõ hay không vậy? 45, 49. Nghe kìa hả? Nghe chưa vậy? Nè. Anh hai, vé số của em đâu? Ở đây nè. Ý trời ơi, anh hai bỏ đâu rồi? Ông nội, ông để tờ vé số ở bên con nè. Trời ơi, là ở bên đó hả? Nè, em gái à. Đại công cáo thành rồi. Cảm ơn. Tới giờ sổ số rồi. Các vị thính giả, bây giờ bắt đầu quay sóng trực tiếp hiện trường quay số giải 6 số. Thì là đúng giờ quá ha. Con số quay được đầu tiên là số 11. Đúng rồi. Con số thứ hai quay được là số 23. Em trúng hai con số rồi nè. Tổng cộng em trúng được 4 con số. Vậy là trúng được bao nhiêu tiền vậy em gái? 640. Ít vậy? 10 đồng trúng được 640 còn chi ít. Ông nội dùng gần 10.000 để mua đó. 10.000. Bà của Út xem như là con đang nói nhảm nhí thôi nha. Nè, người nào người nấy em nhìn thấy cũng đều quái lạ. Mã Cường, con sẽ không bao giờ nói dối trước mặt ba của con và con gái. Mau nói đã xảy ra chuyện gì. Nè, để anh nói cho. Chuyện là vậy, cái tờ giấy em đưa cho anh, anh không cẩn thận đã làm rách một góc, nó mất đi hai con số. Lại không tìm được em, anh chỉ sợ là lỡ như không mua mà lại trúng, trở thành ác mộng tái diễn, cho nên anh mới... Cho nên anh lấy 4 con số còn lại kéo 45 số khác hay sao hả? Tổng cộng viết hết 990 tờ vé số. Vậy mọi người viết đến mỏi tay rồi. Cho nên mới tìm thêm một vài người tình nguyện giúp đỡ thôi. Anh hai. Em gái à, anh thật là hiểu mà, anh rất hiểu. Angel đâu rồi? Sáng sớm đã ra ngoài nói là có việc cần làm. Mới sáng sớm nó ra ngoài làm gì? Không biết nữa. Chào Angel. Bà cô. Nhu à, mới sáng sớm em đi đâu vậy? Em cố tình chờ cửa hàng nó mở cửa mua cái bóp tiền này tặng cho anh đó. Trời, lại tặng bóp tiền cho anh hả? Nè, không nhớ hôm trước em mới tặng bóp tiền cho anh rồi hay sao? Em cảm thấy màu này quá nổi, không hợp với anh. Anh thích hợp dùng kiểu dáng đơn giản hơn. Cái kiểu này đẹp đó, có nhiều ngăn nữa. Ý, sao lại có tờ 6 số trong này? Để coi, cái này chỉ có 4-7 số, lâu lắm rồi. Anh hai à, tờ vé này là cái tờ mà nhiều năm về trước anh không có mua giúp cho em đó. Ông đó, không phải bị mất rồi sao? Em đã lấy lại. Còn nữa, thật ra chỉ trúng có 4 con số mà thôi. Hả? Vậy là cô gạt ba nói là cô trúng giải nhất, vô tình đã tạo cho ba một nỗi đau đã nợ cô suốt cả cuộc đời. Lúc đó em chỉ định làm lớn chuyện này, trốn về Âu Châu, không cần bị anh ngày đêm giám sát. Anh hai, em gạt anh lâu như vậy, xin lỗi anh. Nếu như anh giận em hiểu. Giận? Ba. Anh vui mừng còn không kịp nữa đó. Thì ra em không có trúng 30 triệu. Anh thiệt giống như là có một tảng đá nặng đè trước ngực của mình, tự nhiên bị đập nát ra và rơi xuống đất.
cả người của anh đều nhẹ nhõm ra hết em gái. Anh định hù chết em hả? Bà cô Út, tờ giấy số này bà không cần xài nữa, sao giữ tới bây giờ vậy? Tờ giấy này trong mắt của bà cô giống như một tờ chi phiếu tình cảm không kỳ hạn mà anh hai đã viết cho bà cô. Bất cứ là lúc nào em ngang ngược đến đâu, em bướng bỉnh đến đâu, lời hứa của anh hai đối với em lúc nào cũng sẽ được thực hiện. Bây giờ tự mình và Trần sau này không ra ngoài được nữa. Phiền quá à, cô để yên có được không? Anh hai à, anh nghe nè. Trải qua chuyện tối nay, đột nhiên em phát giác cái mà anh cho em đã quá nhiều. Tờ giấy này anh có thể nhận lại rồi. Đây không phải là chi phiếu để em uy hiếp, anh nhất định phải bỏ vào thùng bảo hiểm. Hả? Sau này nếu em phạm lỗi thì anh lấy nó ra, khi đó em đừng có chối cãi nữa nghe. Bởi vì anh đã có chứng cứ, một chứng cứ phạm tội vô kỳ hạn đối phó với em đó. Em có nghe rõ chưa? Mọi người làm chứng được. Mọi người thiệt là quá đáng. Mua vé số 6 số có công thức thắng hay không thì tôi không hề biết. Nhưng làm sao để lo chỉ số huyết áp thì tôi có thể nói cho các bạn biết. Hỏi bác sĩ gia đình hoặc là xem trang web tham khảo về bệnh cao huyết áp của Hồng Kông này. Đo huyết áp định kỳ, ghi lại số liệu, lúc tái khám đưa cho bác sĩ xem. Nó sẽ giúp ích cho việc điều trị chứng cao huyết áp. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.